nhất vị, tức là phải được cái vị trí tốt và đắc khí, sau mới xét đến phương hướng. Vị trí căn hộ đấy nếu như mà đắc được thủy mà không phạm sát thì vị trí là vị trí là tốt nhất. Theo quan điểm của tôi thì tôi chọn một là vợ, hai là chồng, sau đó mới các con. Cái phương đấy là phương người đàn ông, người là chủ ở trong nhà. Chúng ta xét về khái niệm nhất vị nhị hướng thì chúng ta phải hiểu cái khái niệm đấy đã, đúng không ạ? Sau đó chúng ta ứng cái khái niệm là vị với cả hướng đối với căn hộ chung cư. Trước hết là vị là vị trí so với cái gì, đúng không ạ? Còn hướng là cái quay về. Nếu có hướng thì mới xác định được vị, không có hướng thì không xác định được vị. Vị là vị trí, thì vị trí trong phong thủy mà gọi là vị thì nó phải tùy xem bạn so với cái gì. Ví dụ vị so với cửa chính hay vị so với tâm. Cho nên là đối với cái căn hộ chung cư thì nhất vị, tức là phải được cái vị trí tốt và đắc khí, sau mới xét đến phương hướng, đúng không ạ? Tức hướng hợp là vị đắc thì hướng hợp. Đắc khí so với cái gì? Đắc khí là so với thang máy, đắc khí so với cả cửa chính ra vào của khu cư dân người ta đi vào, đắc khí là so với cổng của khu đô thị đấy. Thì người ta chọn cái vị trí của căn hộ. Chứ có những cái căn mà cái trục đấy nó luôn luôn cát, có những căn mà cái trục đấy bán mãi không xong. Thì trước hết là phải được vị trí là vị trí căn hộ trong cái tòa nhà. Rồi đấy là một cái vị. Là cái vị này thì tính bằng tâm của cái tòa nhà đấy, rồi xét xem nằm ở vị trí nào. Và lưu ý đến vị trí của, lưu ý đến cái vị trí của thang máy. Và thứ hai nữa là cái vị trí căn hộ đấy nếu như mà đắc được thủy mà không phạm sát thì vị trí là tốt nhất, thì tôi chọn được căn hộ đấy. Vị thứ hai là vị của các cái đối tượng ở trong căn hộ. Rất quan trọng nha, cái vị này rất là quan trọng. Căn hộ đấy rõ ràng ở vị trí tốt rồi, nhưng mà chẳng may nó lại có cái toilet đóng vào đúng mệnh, hay cái toilet đóng vào đúng càn, hay cái toilet đóng vào đúng lộc, hay toilet đóng vào đúng đào hoa thì lại phải tính tí, đúng không ạ? Vì có lộc đến không ăn được đâu, không hưởng được đâu. Cho nên là phải lưu ý về cái vị trí. Thì nhất vị ở đây là người ta nói đến cái vị đó, và sau đó mới nói đến phương hướng. Còn khi chọn cái căn nhà chung cư ấy, là người ta theo quan điểm của truyền là người ta sẽ trọng đinh. Trọng đinh thì người ta sẽ theo tuổi bố và tuổi con. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì tôi chọn một là vợ, hai là chồng, sau đó mới các con. Mình cứ lo cho mình trước, tốt thì các con anh chị mọi thứ nó sẽ tốt lành. Đối với việc lựa chọn vị trí cho từng tuổi căn hộ chung cư thì mỗi người thì mỗi tuổi, mỗi nhà thì một hoàn cảnh. Nói thế nhưng mà chúng ta vẫn có mấy cái tiêu chí như sau. Tiêu chí cơ bản là sau. Thứ nhất đó là không nên chọn cái căn hộ chung cư mà nó có cái cửa chính nó quay thẳng trực tiếp về cửa của thang máy. Vì trong phong thủy hiện tượng đấy gọi là chu tước khai khẩu sát. Tức là cái hàng ngày cái mở cửa ra nó mở như cái miếng con cọp lại sập vào những, gọi là chu tước khai khẩu sát. Đó. Cái thứ hai, người ta cũng sẽ không chọn cái hướng căn hộ chung cư mà có cái làn đường hạn chế thôi, nó không chọn được khó. Có cái làn nó lao thẳng vào cái trục của nhà mình. Vì khi vậy thì anh chị là phải bớt lại một đoạn trong nhà của chúng ta để chúng ta lập huyền quan, để chúng ta hóa sát. Thứ ba nữa là cũng không chọn cái căn hộ chung cư có cái cửa mà đối diện với cửa thang bộ. Cũng không hạn chế chọn các cái chung cư mà có cái nhà nó mà có cái bên hông của mình nó có cái họng rác. Cũng hạn chế chọn những cái chung cư mà nó bị khuyết mất một góc do trục của thang máy, vì đấy là nhà cạnh thang máy thì kiểu gì nó bị khuyết mất góc đấy. Chúng ta cũng hạn chế chọn những cái căn hộ nào mà nó có cái cửa bị cái khe gió, khe lấy gió toàn bộ tòa chung cư đấy, nó phi vào, đúng không ạ? Chúng ta cũng hạn chế chọn những căn hộ nó bị quá hình thù, nó quá kỳ quặc, méo, khuyết hãm, đúng không ạ? Những căn hộ nào mà cái phương càn, tức là phương Tây Bắc, cái phương đấy là phương người đàn ông, người là chủ ở trong nhà, thì người đàn ông là chủ trong nhà mà bị khuyết thì chồng mình mà nhược thì mình vất vả chả tội gì, đúng không ạ? Thì những cái lưu ý đấy là những cái lưu ý mà căn bản trong quá trình chọn căn.